Thưa quý vị, đây là ông Nguyễn Văn Vàng, tức võ sĩ quyền Anh Phi Long Vàng, thuộc võ đường Kít Đam Xây của thập niên 1980. Phi Long Vàng chỉ là một trong số hàng ngàn học trò của danh sư khét tiếng Kít Đam Xây, nhưng nhà vô địch Đông Dương, Á quân quyền Anh nước Pháp lại tin tưởng trao lại cho học trò Phi Long Vàng một kỷ vật mà ông luôn đem theo mình khi còn sống, đó là cuốn album này. Có thể xem cuốn album giống như quyển nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại mọi khoảnh khắc về cuộc đời, sự nghiệp lừng lẫy của Kít Đam Xây từ Việt Nam tới Pháp. Nó cũng chứa đựng những thông tin về học trò và võ thuật Việt Nam. Nhưng có cuốn nhật ký nào chỉ chứa đựng niềm vui? Bên cạnh những trang khoảnh khắc vinh quang của võ đài huyên náo ngập tiếng ngợi ca, còn có trang cô đơn cùng cực và bi kịch cuối cùng của một đời con người. Đây là hình ảnh cố võ sư Nguyễn Văn Phát, tức Kít Đam Xây, chụp vào tháng 1 năm 1937, khi ông vô địch quyền Anh Đông Dương. Cái tên nước ngoài của huyền thoại này phần nào cho thấy tính ham học và tinh thần tôn sư của ông, bởi đó là cái tên ghép của người thầy đầu tiên và thần tượng ông ngưỡng mộ. Học của võ sư Kít Sô Sa mới lấy cái chữ Kít mà rất là thần tượng ông Jack Đam Xây, do đó lấy chữ Kít ghép vô với chữ Đam Xây mới ra Kít Đam Xây. Năm 1939, tức 2 năm sau khi vô địch Đông Dương, Kít Đam Xây lên đường sang Pháp. Tại đây, ông lập gia đình với một người phụ nữ Pháp và có hai cậu con trai. Và dĩ nhiên, so với thời còn ở Việt Nam, Kít Đam Xây có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp khi được tiếp xúc, tập luyện với nhiều nhà vô địch của nước Pháp. Trong đó, có tay đấm huyền thoại vô địch thế giới, Marcel Cerdan. Vậy nên, Kít Đam Xây có thể nói là đã tạo ra ấn tượng lớn khi hai lần lọt vào trận chung kết giải vô địch nước Pháp. Sau khi mà thầy giữ cái chức vô địch của Việt Nam đấy là năm 1937 thì thầy đi Pháp. Thầy từng tranh giải vô địch Pháp Quốc với hạng cân của thầy, đó là được huy chương bạc, mà là hai lần huy chương bạc tại Pháp Quốc. Những chiến thắng ở Pháp của Kít Đam Xây từ thập niên 40 của thế kỷ trước đã minh chứng người Việt Nam hoàn toàn có thể chơi boxing và không thua kém võ sĩ nước ngoài nếu chịu học hỏi và đầu tư. Tới năm 1958, Kít Đam Xây đã 45 tuổi. Ông quyết định về cố quốc sau 19 năm sinh sống và thi đấu tại nước Pháp. Thời điểm ấy tại Sài Gòn, các võ đài tự do rất phát triển và các võ sư ai cũng muốn thi đấu với Kít Đam Xây. Và dù tuổi đã cao và chấp luôn đôi chân, nhưng Kít Đam Xây vẫn nhận lời thách đấu của các võ sư. Kết quả của những trận đấu vào những năm cuối của thập niên 1950, các bạn có thể thấy lần lượt những tên tuổi lớn của võ đài tự do một thời như các võ sư Ngọc Phòng, Ngọc Thồi, Nguyễn Xuân Thành, Trần Ngọc Cơ, Trần Quang Thi, Lê Văn Lợi, Văn Nga hay Lương Kế Chính đều thất bại trước Kít Đam Xây. Ngày 17 tháng 10 năm 1966, khi đã 53 tuổi, Kít Đam Xây nhận lời thách đấu của võ sư nổi tiếng Cao Thành Sang. Ông chấp đối thủ dùng chân cũng như hơn 4 kg, và kết cục ông Cao Thành Sang cũng không làm tốt hơn nhà vô địch Ngọc Thồi hay Lương Kế Chính là bao. Một tờ báo tường thuật lại có đoạn viết: hiệp nhì của võ sư Cao Thành Sang chỉ là vấn đề giây phút. Tuy không còn dũng mãnh vì khoảng cách thời gian, nhưng lối đánh đẹp mắt của võ sư Kít Đam Xây làm cho người ta nhớ đến thời xuân sắc của anh trên các võ đài Nam, Trung, Bắc và Campuchia. Võ sư Cao Thành Sang bị trúng vào mặt, ngã 2 lần, bất tỉnh. Hơn 1 tháng sau, vẫn là sân bóng rổ Chợ Lớn với thể thức đấu tự do, Kít Đam Xây lại nhận lời thách đấu của võ sư vô địch miền Trung Nguyễn Trầm. Kết quả là, như các bạn xem ở hình này, ông Nguyễn Trầm bị knock out ở hiệp 3 và Kít Đam Xây lại nâng cao cúp chiến thắng. Thậm chí tới năm 1981, tức là gần bước vào cái tuổi thất thập cổ Lai Hy, Kít Đam Xây vẫn bị thách đấu bởi theo học trò Phi Long Vàng. Được đấu với Kít Đam Xây là một niềm vinh hạnh, có lợi cho danh tiếng, bất kể thắng hay thua. Có một số võ sư thì quánh với thầy rất là ham, coi như là để mà được thi đấu với thầy đó. Thì tôi nghĩ là nếu mà thầy là một võ sư có tiếng, có tên tuổi, thì nếu đánh với thầy thì cái chuyện mà thắng thua thì chưa ai biết như thế nào. Nhưng mà nếu mà được vinh dự mà lên quánh với thầy thì các võ sư đó cũng thấy là rất là vui khi được mà lên thi đấu với thầy tôi. Thì sau giải phóng rồi thì đương nhiên là thầy Kít không có đánh. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ là năm 1981 là đi đã tổ chức võ đài ở Tây Ninh, tức là đánh tại sân vận động Long Hoa.
đó, thì qua diễn một hai đêm thì đánh, thì có một bữa nọ thì là nghe nói là thầy có võ sư chi em thách đấu với thầy, chi em hoặc là chí em, trong hai tên đó thôi chắc chắn là như vậy, rồi thách đấu với thầy đó. Thì ban tổ chức là coi như là thông báo là quýnh năm hiệp, nhưng mà coi như là hai võ sư quýnh như nhau chỉ mới ba hiệp, thì ban tổ chức và địa phương quyết định dừng trận đấu lại để cho nó coi như tính chất là hai cụ võ sư để trao đổi cái nghệ thuật võ thuật vậy thôi, chứ không có đi đến là kết quả thắng hay hoặc thua. Đó là tôi chứng kiến được may mắn, rồi là được chứng kiến là thầy đánh như võ sư chị em. Sau ngày giải phóng năm 1975, Kít Đam Xây chủ yếu làm công tác giám định và đào tạo học trò. Nhưng đôi khi, ông vẫn được mời đi đánh biểu diễn cùng học trò cho người hâm mộ thưởng thức tài nghệ. Nói là biểu diễn, nhưng ông vẫn yêu cầu học trò đánh hết nghề, bởi sàn đài không phải là sân khấu. Trung tâm thể dục thể thao của Bình Thạnh là muốn thấy thầy Kít biểu diễn cái tài nghệ quyền anh, do đó thầy quyết định chọn tôi là lên là võ sĩ đối kháng để đánh với thầy ở trên đài. Thầy ngay cái đêm đó là thầy đánh mà coi như là thầy rất là bạo, là có nghĩa là quấn găng 6, thì cái găng 6 nó đau lắm, cái găng 8 á, cái tiếp xúc của nó là nó đỡ hơn một chút, găng 6 nó nhỏ hơn. Nếu mà đánh như vậy á, thì coi như là võ sĩ có thể là chấn thương. Thì lúc mà hai thầy trò sáp với nhau thì thầy mới nói tôi quấn hết nghề, nếu tôi không đánh thật, không đánh mạnh, thầy đánh tôi chết. Ngọc Phòng, Ngọc Thôi, Nguyễn Xuân Thành, Trần Ngọc Cơ, Trần Quang Thi, Lê Văn Lợi, Văn Nga, Lương Kế Chính, Tư Lửa, Cao Thành Sang hay Nguyễn Trầm không phải là những tên tuổi tầm thường trên võ đài tự do miền Nam, miền Trung trước năm 1975. Những thất bại của họ phần nào minh chứng cho tài nghệ của Kít Đam Xây, nhà vô địch Đông Dương và Á quân Pháp Quốc. Nhưng đó là tài nghệ gì? Kít Đam Xây có sức mạnh gì mà có thể khuất phục được các vị trên dù tuổi đã xế chiều và chấp cả đôi chân? Câu trả lời hay nhất và thuyết phục nhất có lẽ phải tìm võ sư Nguyễn Minh Hoàng. Có một điều khá thú vị là võ sư Minh Hoàng là con trai của cố võ sư Minh Cảnh, nhà vô địch Đông Dương 1946. Minh Cảnh nổi tiếng với lối đánh lì đòn, nặng đòn và rất mạnh mẽ. Sinh thời, cố võ sư Minh Cảnh luôn chê con trai Minh Hoàng tập yếu ớt như thư sinh nên không hợp với ông. Vậy nên, ông Minh Cảnh mới đưa con trai Minh Hoàng tới lò võ của Kít Đam Xây. Tại đây, võ sư Kít Đam Xây lại khuyên học trò Minh Hoàng không nên tập mạnh mẽ. Tôi hồi đó là tôi tập, ổng cứ chơi bị giống như thư sinh vậy đó. Tôi tập không có bằng ổng, mà tôi cũng luyện như qua thầy Ocampo, ổng đưa qua thầy Ocampo luyện. Tôi vợt bên ông Ocampo 1 giờ đến 2 giờ mấy, thì qua thầy Kít Đam Xây 4 giờ á, ổng mới đi làm. Rồi tôi vô đó, ổng hạ cái bao xuống, treo cái bao ở trên trần á, rồi ổng mới kéo dây, ổng hạ bao xuống, hai thầy trò vợt. Ổng nói mày cũng quánh đòn nặng quá, mày vợt mày quánh đòn nhẹ này kia, chứ mày đừng có quánh đòn nặng mất sức lắm. Như vậy, có sự khác biệt rất lớn giữa hai huyền thoại Minh Cảnh và Kít Đam Xây. Nếu như Minh Cảnh lì đòn, che đòn trước khi tung đòn số 2 và số 4 như bố bổ để hạ gục đối phương, thì thủ pháp của Kít Đam Xây lại là sự di chuyển, né đòn chứ không dựa vào sức mạnh. Biết nhau hết á, Kít Đam Xây biết cái đòn ông già nặng lắm, còn Kít Đam Xây thì đòn lẹ, lẹ nhanh lắm, ổng như sóc vậy đó. Ổng ăn Ngọc Thôi rồi luôn đúng không ạ, ổng như sóc vậy đó, nhanh lẹ lắm, nhiều người đánh không trúng ổng nổi đâu. Nhanh đánh mấy ông võ sư khác là đánh không trúng ổng đâu. Học trò Phi Long Vàng tất nhiên hiểu được điểm mạnh phút quốc của ông thầy Kít Đam Xây. Thì người ta cũng hay gọi thầy là cái máy né. Trong Sài Gòn có thể gọi là cái máy đánh, là thầy, đa số người ta gọi thầy là như vậy, vừa là máy né mà vừa là máy đánh. Thì các em bây giờ là không có được may mắn mà học những cái phản xạ tự nhiên ở trên đài. Cái tự nhiên của thầy khi ngày xưa thầy đánh với tất cả các võ sư đó, thì đối thủ của thầy khi đánh thầy thì thầy né như thế nào, thầy phản xạ đánh lại như thế nào, thì dùng cái từ là gọi là học cái tự nhiên của thầy ở trên đài, thì đó là những cái đòn tốt nhất. Đó là thầy quánh mấy trăm trận mà chưa bao giờ đầu gối chấm sàn đài. Nhiều đó thôi là cũng đủ để hiểu rằng là thầy tôi giỏi, và tôi biết rằng là thể lực và phong độ của thầy tôi rất là tốt.
Một học trò khác của Kít Đam Xây rất nổi tiếng trên các võ đài miền Nam trước năm 1975 là cố võ sư Ngô Văn Hương, tức Phi Hoàng Trà Bá Hương. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Thể thao 1 và Võ Việt vào tháng 8 năm 2020, tức chỉ 4 tháng trước khi ông qua đời, cố võ sư Trà Bá Hương cho biết Kít Đam Xây còn rất giỏi nhìn người và đặc biệt là biết tâm lý giúp học trò vượt qua nỗi sợ hãi để giành chiến thắng. Tiêu biểu như trước trận Trà Bá Hương đối võ sư Nguyễn Khâm, người từng hạ chính cha của Trà Bá Hương là Kít Đam Măng 10 năm trước đó. Lúc đó thật là tinh thần không còn nữa. Tại con nhỏ lớn mình quýnh võ sĩ không à. Mới có bao nhiêu độ tinh thần mình đâu có. Tôi thôi mà sẽ quýnh lại. Thì mình có cái ấn tượng là võ sư ở yên ông thầy mình. Trong người nó biết bao nhiêu người võ. Sao mình quýnh lại. Đó. Thì ông Kích Đâm Xây ông nói tôi một câu vậy. Nếu mày quýnh thua nữa, tao không làm thầy nữa. Tao xé giấy tờ, không dạy ai hết. Tao dạy mày tao biết. Vậy ông, cái trận đấy ở trên đài nó diễn ra như thế nào, ông có thể kể lại cái trận đánh của ông ấy? Thì lên đài tôi phá chân trụ nó, tôi đá đá vô cầm, tôi quýnh cái chỏ nó ngã liền, nó đâu có còn cái thứ hai nào nữa đâu. Tôi đẩy một đá vô cầm, tôi quýnh cái chỏ rớt. Nhưng cái kết cuộc đời lại không đẹp như cái kết võ thuật của ông. Vào những ngày cuối đời, ông chia tay bà vợ thứ hai ở Việt Nam, ngôi nhà cũng bị bán và Kít Đam Xây trở thành người không gia đình, nhà cửa. Rồi cuối cùng, ông ra đi trong sự cô đơn ở con hẻm này tại quận Bình Thạnh. Sau này thì thầy về đây thì thầy có vợ. Thì đến một cái ngày nọ đó thì nghe là coi như là bà vợ của thầy là quyết định bán ngôi nhà. Và coi như là hai vợ chồng là coi như với thầy là coi như là không có ở với nhau, coi như là chia tay. Rồi coi như là thầy cứ đến các học trò thầy dạy đó. Thầy cứ đến các học trò và trong thời gian mà thầy là coi như là ở mà coi như lâu là ở nhà của võ sĩ Quang Bình và vợ là võ sĩ Băng Tâm là ở Thủ Đức là trong thời gian đó. Rồi sau rồi thầy ở cứ mỗi một chỗ một thời gian thì sau là thầy bệnh lắm thì thầy muốn về ở cái khu này ở, nhưng mà là rất là may mắn là có những cái chị hàng xóm mà từng ở ngang đối diện với thầy đó, đất người ta rộng nên người ta cho thầy tá túc ở đó. Giờ thầy mất ở tại cái nhà đó luôn. Kít Đam Xây được học trò Phi Long Vàng thờ phượng. Hàng năm cứ vào dịp ngày giỗ của Kít Đam Xây, ông Vàng lại có mâm cơm cúng thầy cùng các đệ tử khác. Đó là cái nghĩa thầy trò. Tại vì tôi nghĩ là thầy bây giờ là thứ nhất là không có con, rồi anh em thì cũng già lớn hết rồi, mà tôi biết được là gì. Thầy trong bao nhiêu học trò, nhưng mà tôi biết là thầy rất là ưu ái đối với tôi và thương tôi, rất thương tôi. Và trước khi mà thầy mất là cái quyển album là cái vật mà thầy không thể nào mà để xa thầy hết, lúc nào cũng kề cận thầy. Và thầy quyết định đã để cho tôi giữ cái quyển album, là tôi đã hiểu là thầy rất là thương tôi, mến tôi. Và sau khi thầy mất thì với người học trò thì coi như chuyện dỗ bãi hàng năm thì tôi nghĩ là tôi thì làm như vậy thôi. Thương thầy, thầy thương mình phải có bổn phận thương thầy. Để tất cả học trò ai cũng thương đó. Nhưng mà cái ngay cái thời gian mà coi như là thầy gần mất đó, thì nó cũng có rất nhiều cái kỷ niệm đối với thầy. Có thể xem Kít Đam Xây là một tượng đài của boxing nói riêng và võ thuật Việt Nam nói chung. Bởi không chỉ thành công trên võ đài, ông còn tạo ra rất nhiều thế hệ học trò võ sư danh tiếng, có nhiều đóng góp cho võ thuật Việt Nam đến tận ngày nay như các ông Nguyễn Minh Hoàng, Sai Bá Đài hay Phi Long Vàng.